để mình nói cho các bạn nghe một cái sản phẩm xe tải nhẹ trọng tải 1 tấn 9, chìa khóa trao tay ở cái mức giá là 178 triệu đồng. Hãy cùng xem video để khám phá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Hôm nay kênh ô tô Thiện Nhân sẽ xin trân trọng giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm xe tải nhẹ trọng tải 1 tấn 9 có một mức giá ở vô cùng sốc. Các bạn có thể là sở hữu cái chiếc xe này chỉ với 178 triệu đồng. Chúng ta sẽ có một cái chiếc xe trọng tải lớn nhất của nhà máy xe Đông Ben. Với cái ngoại hình và cái hình thức nó hầm hố như thế này. Trước mắt các bạn là cái sản phẩm Đông Ben Q20, hay còn gọi là chiếc xe Đông Ben 1 tấn 9 của nhà máy Đông Ben Việt Nam. Chúng ta có một cái ngoại thất rất là hầm hố. Với những cái điểm đặc biệt thì ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn. Thứ nhất, chúng ta sẽ có một cái đầu xe được bo tròn như thế này. Chúng ta có các cái khe tản nhiệt không hề giống những cái sản phẩm Đông Ben T30 hay Đông Ben X30 hiện tại đang có trên thị trường. Một cái logo Đông Ben được in 3D lỗi lớn co to như này. Chúng ta có một cái đầu được nhô ra dài hơn so với các phiên bản xe X30 hay T30. Chúng ta có hệ thống đèn pha bi xê lông sáng và tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống đèn pha bi xê lông này là hệ thống đèn pha bi xê lông mà mình đánh giá là tốt nhất trong tất cả các xe Đông Ben hiện tại có trên thị trường. Chúng ta có hệ thống đèn gầm, khe nay gió của lốc nóng điều hòa ở đây. Chúng ta có một hệ thống quạt, hai quạt để thổi cái lốc nóng của điều hòa. Đó là một trong những cái điểm mà chúng ta đang có với cái chiếc xe Đông Ben Q20 này. Hiện tại Đông Ben Q20 là một trong những cái sản phẩm mà nhà máy xe Đông Ben đang có chính sách giảm giá. Giảm giá ở đây nghĩa là nhà máy đang muốn bán hết đi để ra một cái lô sản xuất mới. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm sản xuất năm 2017. Và nó có một mức giá thực sự là các bạn không thể kiếm được ở đâu một chiếc xe 1 tấn 9 mà có một mức giá vô cùng hấp dẫn như thế này. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu đến cái bộ lốp. Chúng ta sẽ có một cái lốp với cái hệ thống nhíp gánh các bạn nhé. Các bạn sẽ biết rằng với những cái chiếc xe Đông Ben T30 hay Đông Ben X30 chúng ta vẫn sử dụng cái nhíp là nhíp thụt. Với cái sản phẩm này là thuần xe tải và nó sở hữu cái nhíp gánh như thế này. Mời các bạn camera quay sát lên cho nhìn nhíp gánh này. Đấy, hệ thống nhíp gánh thì cho phép chúng ta là trọng tải chở hàng sẽ tốt hơn và bền bỉ hơn. Hệ thống cái la răng này, chúng ta có la răng rất là to bản và dày, cỡ đoán nó dày cỡ khoảng 8 ly và 6 cái ốc mắt như thế này, rất là chắc chắn, lốp to bản. Về cái thùng đi, mình sẽ nói kỹ hơn về cái thùng. Chúng ta sẽ có một cái thùng mui bạt như thế này. Với 178 triệu các bạn sẽ có một sản phẩm thùng mui bạt đóng y hệt như này, không khác tí nào. Chúng ta sẽ có một cái bình xăng tiết kiệm nhiên liệu, bình xăng dung tích rất là lớn ở đây. Đó, chúng ta có một hệ thống lốp sau là hai lốp với hệ thống hai nhíp treo, hai nhíp gánh setup song song với nhau. Đó, các bạn nhìn rất là hầm hố. Chưa hết, chúng ta sẽ có một cái lốp phụ ở phía đuôi xe như thế này. Chúng ta có lốp phụ đuôi xe như vậy và chúng ta có một cái thùng dài tới 3m3, rộng 1m6 và cao 1m7. Mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đó, chúng ta có một hệ thống thùng cũng giống như chắc các cái sản phẩm xe tải của các hãng khác thôi, như Kia, Hyundai, các bạn cũng chỉ tìm thấy được cái chất lượng thùng nó như thế này thôi. Chúng ta không thể nào mà có được một cái thùng nào mà xịn hơn cái thùng này trên thị trường, không có. Tất cả các thùng nó chỉ như nhau như thế này. Hệ thống chassis rất là chắc chắn và rất là hầm hố. Ở đây với cái thùng dài tới 3m3, rộng là 1m6 và cao 1m7 thì cái sản phẩm Đông Ben T30 này, Đông Ben Q20 này, xin lỗi các bạn, là một trong những cái sản phẩm mà có kích thước lớn nhất của các dòng xe Đông Ben. Lớn nhất trong các dòng xe của Đông Ben. Ở phần phía sau chúng ta cũng nhìn thấy cái sản phẩm này, đèn hậu rồi tất cả mọi thứ các phiên bản T30. Đằng sau chúng ta sẽ thấy là nó chỉ to hơn thôi. Còn về chất lượng rồi là về bu sản phẩm thì nó không khác biệt gì nhiều.
Ok, với cái sản phẩm này thì nhà máy xe Đông Ben cũng trang bị cho cái sản phẩm này một cái bộ máy DAM của Đức. Các bạn đã biết là bộ máy DAM của Đức là một cái bộ máy mà chất lượng so với Suzuki hay so với những cái hãng khác thì chúng ta sẽ không bàn cãi về cái chất lượng. Chúng ta sẽ biết rằng đây là một trong những cái bộ máy mà có giá trị rất là nổi tiếng, có trên thị trường, được trang bị rất nhiều các trong các cái dòng xe như xe của Photon hoặc là xe của một số hãng khác. Đó thì các bạn có thể kiểm chứng cái chất lượng của cái xe này, chất lượng của cái bộ máy của cái sản phẩm này trong một quãng thời gian sử dụng thực tế, các bạn sẽ nhận thấy cái điều đó. Chúng ta sẽ có bộ máy 1.5 lít và mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 6,5 lít cho 100 km. Chúng ta sẽ có một cái công suất là 80 kW ở 5.200 vòng quay trên một phút. Với cái công suất và với cái bộ máy như này thì hoàn toàn đáp ứng được các bạn khi mà tải nặng. Với cái xe này thì tải trọng của nó là 2 tấn, các bạn có thể chở 2 tấn hoặc 2 tấn rưỡi thoải mái. Ok, bây giờ mình sẽ vào cabin để xem nó có gì đặc biệt. Đây là cái cabin của Đông Ben Q20, một cái sản phẩm xe tải trọng tải 2 tấn của Đông Ben. Chúng ta sẽ có một cái nội thất nó hầm hố, nó lớn hơn so với những cái phiên bản T30 hay X30. Rất tiếc là cái sản phẩm này vẫn chưa được trang bị kính điện, chúng ta vẫn phải dùng kính quay tay như này. Ngoài ra thì chúng ta đã có những trang bị hiện đại nhất như là tay lái trợ lực điện, điều hòa 2 chiều, FM radio, hệ thống đồng hồ rất là đẹp mắt với hai cái bảng màu rất là đặc biệt ở đây, màu xanh và màu đỏ. Chúng ta có một khe chứa đồ rất là lớn ở đây, khe chứa đồ này có thể lấp đầy bằng cách là chúng ta lắp ở đây một cái bộ DVD. Ở đây là cũng có giả da, nhựa giả da này các bạn, nhìn nó rất là đẹp. Với ghế thì ghế rất là to bản như này, hoàn toàn có thể đáp ứng được hai người ngồi. Đây, chúng ta nhìn ghế rất là to bản, cần số với 5 số tiến, 1 số lùi, ôm tay. Ghế thì vẫn là ghế lì thôi. Thì cái này thì sẽ tùy từng đơn vị, họ sẽ có cho các bạn các cái tùy chọn như là ghế da. Như vậy là mình đã vừa giới thiệu qua cho các bạn một cái sản phẩm xe tải nhẹ, trọng tải là 2 tấn của Đông Ben, có một mức giá vô cùng hấp dẫn. Các bạn sở hữu nó chỉ từ 178 triệu đồng. Các bạn sẽ có được nó chỉ với 178 triệu đồng. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Nếu các bạn quan tâm đến cái sản phẩm này, cái sản phẩm này hiện tại trên thị trường còn không nhiều. Đấy thì các bạn có thể liên hệ mình để biết được cái giá chi tiết của cái sản phẩm này. Các bạn có thể gọi vào số điện thoại của mình là 0987733322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.